Anh, bữa nay bận lắm hả anh? Cũng không bận lắm. Ủa, con đi học về chưa? Dạ về rồi. Nó đi học xong á, anh hai chở đi chơi, rồi anh hai chở về luôn rồi. Hôm nay đi chơi cả ngày, nó mệt phờ phạc luôn á anh. Ủa, anh sao vậy? Có gì không vui hả anh? Ế ẩm quá. Tình hình kinh tế khó khăn mà cái thế này thì chết mất. Thôi, anh đã từng nói rồi, kinh doanh có lúc được, có lúc không mà. Nhưng mà em biết không, mình còn nhiều thứ để lo lắm. Anh đừng lo quá, chuyện gì tới, nó sẽ đến thôi. Cho anh ăn cơm đi. Anh, bữa Vâng. nay chị bị té anh. Cái gì? Té ra đâu? Ở trong nhà tắm á. Có bị nặng lắm không? Dạ cũng không sao đâu, hình như là chỉ trợt chân té ngã sơ sơ thôi à. Thôi để tôi vào xem sao. Dạ. Mẹ, con đi làm mới về. Ê. Mẹ mẹ mẹ. Cái gì? Con nghe nói là chị cả bị té hả mẹ? Nó chả biết chân tay lóng nga lóng ngóng thế nào mà lại ngã. Thế có làm sao không? Không sao, bị sưng tẹo thôi. Gì đây? Mẹ ơi, con nghe nói là thằng Khắc đã định chụp cái nhà về sớm hả mẹ? Thế à? Nhưng mà anh cần chả nói gì với mẹ. Thì nhiều khi nó chưa rõ ràng thì chưa nói thôi. Mẹ hỏi xem nhá. Mẹ, kỳ này mà lấy về đấy, con thấy là mẹ cũng lo giấy tờ nhà cho con đi. Suy đi nghĩ lại thì anh em kiến giải nhất phận mẹ ơi. Cái gì cũng phải rõ ràng nhé mẹ. Mẹ biết rồi. Ba ơi. Gì vậy con? Ông nội kêu ba xuống dưới nhà. Vậy hả? Dạ. Ba biết rồi, ba xuống liền. Bà nội bị té đó ba. Trời ơi, nội có sao không? Dạ, nội đang ở phòng bên xa dầu. Trời ơi, sao bị té vậy? Cứ vậy nhá. Thôi chào ông. Bố, con nghe nói má bị té hả? Má con bị trượt chân. Con nghĩ phải đưa má đi bệnh viện cho chắc, chứ con sợ má đau nhiều đó. Trời ơi, bố cũng nói mãi rồi mà má con đâu có chịu đi viện đâu. Mà khác này, con xin tìm một người thợ nào đó đến lát dùng lại cho bố cái sàn nhà tắm đi. Chứ mấy cái người quen á, bố nhờ mà họ bận hết cả. Khổ quá đi. Cái hồi mà mới làm cái nhà này á, bố đã nói với má con rồi. Đừng có mua cái gạch đó, nó ít độ nhám, lâu ngày rồi nó rất trơn. Nhưng má con đâu có chịu nghe. Được rồi, bố để chuyện này con lo cho. Ngày mai con gọi người tới làm liền. Con giúp bố đi nhá. Thôi để bố lên bố xem coi má con tình hình xem sao. Mà này, con nhớ nói với má con Linh ấy, lúc nào cũng phải giữ cái sàn nhà tắm cho thật khô. Mọi người cũng thế, cứ phải lau sạch, lau khô. Chứ lỡ may mà bà nội con mà bước vào mà trượt chân nữa thì bố chưa biết là thì sẽ nó ra làm sao. Dạ không biết rồi, nhưng mà bố cũng phải dặn nội một tiếng, nếu có đi phải bật đèn sáng lên. Thôi được, bố sẽ nói với nội. Dạ. Mẹ Khắc à? Dạ. Nhưng con thấy có đỡ không? Dạ cũng hơi đỡ. Úi trời ơi. Má ơi má. Ôi, nếu mà má đau quá thì má đừng có ráng mời. Ngày mai đi bệnh viện đi má. Cái gì mà đi bệnh viện không biết. Thì cứ để chườm nước nóng rồi nó cũng sẽ đỡ thôi chứ sao. Con tính. Má con làm sao rồi thưa? Dạ bây giờ vẫn còn đau nè bố. Nếu mà sáng mai chưa đỡ á, con đưa má vô bệnh viện chụp X-quang. Con chỉ sợ là không biết có bị nứt xương hay không thôi à. Con thấy thế nào?
Cũng đỡ rồi má. Chắc không đến nỗi nào đâu con. Thế thôi chú mày ở đây nha. Mẹ đi xuống dưới. Má nghỉ đi má. Ừ. Mẹ ơi. Ơi. Tối nay mẹ có dùng nhà vệ sinh ấy thì mẹ phải rất là cẩn thận đấy. Ừ. Thằng khác nó sẽ cho người đến lát lại cái nhà đấy. Ôi trời ơi. Bà ơi. Làm cái. Chào. Bố nó đúng rồi đó bà. Bây giờ má con té thì đỡ. Chứ bà mà té nguy hiểm lắm á. Làm cái gì cho nó tốn kém. Cẩn thận một chút là được rồi. Chứ gì nó mà phải dỡ hết cái sàn nhà ra. Trời mà ơi, không sao đâu mẹ. Tốn kém một tí nhưng mà nó yên tâm. Phòng nạn còn hơn là chống nạn. Biết rồi. À mà mẹ này, mẹ nhớ đấy, tối nay mà mẹ có dùng nhà vệ sinh ấy mà, thôi thì mẹ cứ bật sáng đèn rồi mẹ hãy bước vào. Dạ. Rồi ơi. Vâng, nhớ rồi. Má, con thấy thôi để luôn nhà vệ sinh sáng luôn đi, cho yên tâm ha má ha. Ờ đúng đấy. Hôm chú mày cứ làm cho nó to chuyện ra. Ừ, thì để đèn. Thôi, mẹ đi nghỉ nha. Ờ, thế để con đưa mẹ đi. Ờ, bố ơi, thôi để con đưa bà nội xuống phòng cho. Má, khi nào má đau á, kêu con nha. Ừ. Vậy con cứ xuống với bà nội luôn ạ. Ừ, đi con. Đi thế này cẩn thận chưa? Đi nội. Bà thấy sao rồi? Nó chỉ hơi ê ẩm một chút thôi. Có thật là không sao đấy chứ. Bà đừng có giấu tôi nhé. Có gì thì bà phải nói đấy. Đừng có cố. Trời đất ơi, tôi đau, tôi la lên chứ tôi nhịn chi không biết nữa. Ừ. Em đây chưa? Ờ, vào đi. Chị hai, chị có sao không vậy? Em nghe tụi nhỏ nói là chị bị té hả? À không sao, hơi đau chút thôi mà. Chà, em thấy. Nhưng mà cái thư nó đã khám cho chị chưa? Chứ mình lớn tuổi mình té là nguy hiểm chị ạ. Tốt nhất bây giờ chắc ăn mình chị đi chụp thành phố đi. Chụp thành phố là cái gì? Chụp city đấy chị. Anh này. À, nó khám rồi, nó nói không sao đâu. Em ơi, anh gọi điện cho người ta rồi đó. Ngày mai á, họ xuống họ coi, xong họ làm luôn trong ngày. Nhưng mà sáng mai anh bận chuyện công ty, nên em nói với họ là chờ anh về rồi mới làm nha. Ừ, nếu anh bận việc thì khỏi về, để em coi người ta làm được mà. Nhưng mà em biết chọn gạch không? Cái chuyện đó nhỏ xíu mà anh lo gì. Anh cứ lo công việc của anh ở công ty đi. Ừ, gì cũng được. Hồi nãy nghe má té mà anh điếng hết cả người. Cái người già té là phiền phức lắm. Mai mà má không sao. Dạ. Em có nghe thư nói là ngày mai nó sẽ thuyết phục má đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện cho nó chắc ăn. Với lại thư nói là sẽ sắp xếp cho cả nhà đi kiểm tra sức khỏe luôn đó. Anh đi được ngày nào? Thì cứ chủ nhật là được à. Khám định kỳ thì cũng tốt. Nhiều người cứ thấy mình khỏe mạnh á, đi khám mới thấy bệnh tùm lum la. Ừ em. À, hôm qua anh có đi ăn một cái nhà hàng ngon lắm. Bữa nào á mình dẫn mấy đứa nhỏ đi ăn ha. Thôi, muốn ăn cái gì thì ăn ở nhà đi. Em nấu cho. Ôi, nhưng mình hứa tụi nhỏ là dẫn nó đi ăn ngoài rồi. Nhưng mà ăn ở ngoài nhà hàng đâu có gì ngon đâu mà không có sạch sẽ nữa. Ừ, anh cứ nói mấy đứa nhỏ là mình ăn ở nhà nè, rồi tiền thì mình cho tụi nó mua quà tụi nó còn thích hơn á. Em đúng là trùm sò giữ tiền. À, hồi nãy anh nghe con Thư nói chuyện với em á. Bộ nó có cãi nhau với lại vợ con Biệt hả? Cũng sức nước nhỏ thôi. Nhưng mà chuyện giải quyết xong rồi anh à. Đứa nào gây trước hả? À? Thì Thư nó xót chú Biệt. Cái vụ mà chú Biệt bị ngộ độc thức ăn á, nên nó có hơi lỡ lời với Giang. Cái con nhỏ này, dù sao người ta cũng là chị dâu của mình, sao được lớn tiếng. Không được, anh phải gặp nó, anh la nó mới được. Thôi chuyện xong rồi mà anh. Ngày thường hai đứa nó cũng vui vẻ với nhau lắm. Chỉ là chuyện xích mích nhỏ thôi mà. Giải tỏa bất đồng giữa vợ chồng mới cưới. Ai viết bài này vậy chị? Cộng tác viên tự do hả? Người này chưa lập gia đình đúng không?
Ờ. Em cảm thấy là bài này không có điểm nhấn gì hết. Bất đồng giữa vợ chồng mới cưới chỉ có bao nhiêu đây thôi hả? Em thấy viết ra cả cuốn sách, coi bộ còn thiếu nữa đó. Người này nhìn cuộc sống màu hồng quá. Nhìn cuộc sống của vợ chồng mới cưới cứ như là chơi bán đồ hàng hay là thiên đường vậy đó. Thật sự không phải như vậy đâu. Ai nói vậy? Em thấy bài này không ổn đâu chị ơi. Vừa dài dòng lại không có trọng tâm nữa. Em nghĩ là phải đổi bài khác đó. Dạ. Em hả? Thôi, em đã viết hai bài rồi, em bận lắm. Nè, alo. Sếp hả? Sếp ơi, ráng được là em đã ráng rồi. Không được đâu, em viết tới hai bài lần mà. Để em viết xong hai bài này rồi em gửi cho sếp liền nha. Vậy nha sếp. Sếp ơi, em đã nói là em bận lắm mà. Sếp nào? Anh Hai nè. Ủa? Anh Hai hả? Em xin lỗi. Bộ em đang bị công việc làm sức bất sang bang hả? Dạ không, cũng bận một chút xíu thôi à. Có thằng Biệt ở đó không? Anh nói chuyện nó một chút. Dạ, anh Hai đợi máy nha. Anh ơi. Anh ơi. Ừ? Anh có điện thoại kìa. Ai gọi vậy em? Anh Hai gọi đó. Alo. Biệt hả? Anh Hai nè. Dạ, anh Hai. Có vợ em bên cạnh vậy? Dạ, cổ trong phòng rồi anh. Sao điện thoại di động gọi hoài không được vậy? Em đang trốn deadline nên tắt máy. Anh nghe chị Hai em nói chuyện sơ sơ. Hình như con Thư đó làm gì sai trái phải không? Ui, tính nhỏ đó trước giờ vẫn vậy mà anh. Anh em tụi mình á thì không sao, chuyện gì cũng có thể cho qua được. Nhưng với mấy bà chị dâu á thì không có cho qua được đâu. Em không nghe nói hả? Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Chắc phải hối thúc bà má lấy chồng cho con Thư quá. Thinh nhỏ Thư nó cứ ào ào. Chuyện không có cái gì mà nó cứ làm cho phức tạp. Nhưng mà không sao rồi anh. Giờ em với nó làm quà, vui vẻ như xưa rồi. Anh cũng nghe chị Hai em nói như vậy thì mới gọi điện qua coi Giang á còn giận Thư không. Dù sao đi nữa con Thư nó cũng chỉ lo cho anh trai nó thôi. Dạ, không sao rồi anh. Không có gì dứt mắt nữa đâu. Ừ. Anh em với nhau á thì phải hiểu nhau. Có chuyện gì đừng có để bụng rồi cắn đắng nhau. Mà con Thư á, anh cũng phải la cho nó một trận. Nó là em út, không được lớn tiếng với chị dâu như vậy. Ừ, thôi anh đừng có la nó tội nghiệp. Dù gì nó cũng xin lỗi Giang rồi. Ừ, thôi vậy thôi ha, em đi ngủ đi ha. Dạ, em cảm ơn Hai. Cái thằng này, anh em mà cảm ơn gì mày. Thôi anh cúp máy à. Anh bị sao vậy? Chết quá. Hả? Anh bị đau bụng hả? Anh có sao không? Anh? Sao tự nhiên nó không thấy đường không? Trước mặt tôi thôi. Trời ơi. Em đâu rồi? Cái gì vậy? Anh bị làm sao? Có cần đi bệnh viện không? Anh không biết nữa. Trời ơi, anh đau bụng hả? Anh đau bụng trên hay là đau bụng dưới? Anh ăn cái gì mà để bị như vậy? Không biết nữa. Em ấn vô chỗ này được không? Đau đâu để em coi. Anh đau chỗ này hả? Chết rồi. Anh ơi, làm sao đây? Hả? Sao giờ? Làm sao bây giờ? Anh có sao không? Không. Anh ơi. Không, anh không có đau. Dạ. Không phải là đau mà là... Mà là sao? Mà là đói. Anh nói gì vậy? Anh đói. Anh đã bụng gần chết luôn. Thiệt tình. Hết nó nổi luôn à. Ôi mà anh đã bụng muốn chết luôn nè. Nãy giờ làm tao sợ muốn chết à. Nãy giờ anh có bao giờ anh nói là anh đau bụng gần chết đâu. Thôi mà anh nói bụng thiệt á. Em không nỡ để cho ông xã em đêm hôm khuya quắc nhìn đó rồi chết luôn đúng không? Hết gì ăn rồi. Mì gói thì sao? Còn. Anh nhớ là trong tủ lạnh còn mấy cây xúc xích nữa mà. Nhớ đập thêm cho anh cái trứng. Còn gì nữa không thiếu da? Thì mấy cọng hành. Thì
ra phụ em chứ đó mà sai em hả? Sai em hả? Anh An, cắm em cái quạt đi. Trời ơi, trời mát thế này cắm quạt làm cái gì nữa? Với lại điện nó đang tăng giá. Trời mát hả? Ờ ha, trời mát hổi luôn á. Trời đổ mồ hôi quá trời. Anh ơi, em thấy á, mình ngủ trong phòng này y như là nằm trong cái lò luyện linh đơn vậy đó. Nóng muốn chết luôn à. Với lại ngủ một đêm à, có tốn như tiền điện đâu. Ngủ nóng quá cũng dễ bị điên lắm đó anh. Thôi mang quạt qua phòng Minh đi, ưu tiên người già và trẻ con đi. Ờ ha, sao cái chuyện này em không nghĩ ra ta? Để em đem qua bển cho má với con nha. Ờ đúng là biết phượng. Anh, không may em qua bển ngủ luôn hen. Ờ đúng rồi. Dạ. Em qua đó ngủ đi. Dạ. Ngủ luôn nhé, đừng về nhé. Anh kỳ quá. Ủa giấy tờ gì vậy anh? Hợp đồng lấy lại tiền căn nhà nữa gì nữa. Dạ. Đừng có cho. Anh, vậy cái chuyện tiền bạc sao anh? Không mấy mình đừng mua nhà nữa, lấy tiền nó hết đi. Thì đáng nghĩ đi chuyện đấy đây này. Sao? Bị yêu tiếc ha. Ừ. Cố tí nữa là mình có nhà này. Cố cái gì chứ tiền sao mà cố được anh? Ê. Sao? Hay là mình thử hỏi anh hai đi. Anh hai mới trúng hợp đồng lớn á. Khó lắm. Sao lại khó? Anh không nhớ hả? Nhớ gì? Lần trước anh mượn tiền anh đâu có cho đâu. Nghĩ sao lần này anh đi mượn tiền ảnh? Trời ơi, em biết tính anh hai mà. Ảnh có khuyết điểm là nhớ dai mà ưu điểm là thù lâu. Bà lát bà xàm mà. Mang quạt qua kia đi. Mà bật quạt xuống nhỏ nhỏ đấy nha. Số lớn hết kìa. Cho con của ngoại nha, ngủ sớm đi. Rồi mai muốn ăn cái gì ngoại nấu cho ăn ha. Dạ con thích ăn mì gói xa bò. Rồi ngoại nấu món đó cho con ăn ha. Dạ. Gì vậy con? Dạ con đem thêm cây quạt vô cho má với ông Minh ngủ cho nó mát. Trời nóng quá mà. Chàng ơi, một cây đủ rồi con. Con muốn thêm quạt. Má không có sao đâu. Má ngủ với ông Minh cho nó thoải mái đi nha. Muốn thêm quạt phải không? Dạ. Rồi thêm quạt con. Dạ. Ở bên phòng con nóng á thì con cứ đem về bển mở đi rồi ẩm Minh về bển ngủ cho nó khỏe. Thôi không có sao đâu mà. Má chờ con chút nha. À hề. Mát rồi đúng không? Má với Minh ngủ thoải mái đi. Thôi con về phòng ngủ nha. Ngủ đi nha con trai. Dạ chúc mừng ngon. Cảm ơn con. Bye bye. Ngủ đi con. Dạ. Mệt yếu quá ta. Mệt mát không? Mát chứ. Trời ơi, mở thêm cái vậy giống như nằm mấy lạnh vậy con. Thôi ngủ. Ê. Ê. Một mình bà đi có được không? Ôi được mà. À, tôi đắp nước nóng xong rồi dán cao cái rồi ngủ giấc vậy là nó hết đau liền mà. Rồi kể ra thì cũng còn may đấy. Tôi lại cứ sợ là bà bị gãy xương ở chỗ nào. Xương người già mà gãy thì khó liền lại lắm. Ông à, tôi hỏi ông này nghe. Lỡ mà có chuyện gì cái tôi nằm chỗ cái ông có chịu chăm sóc cho tôi không? Bà ơi là bà, có hai vợ chồng già với nhau, tôi không chăm sóc cho bà thì tôi chăm sóc cho ai? Biết đâu được á. Chăm sóc hoài rồi cái tới lúc ông nói trời ơi chăm sóc hoài phiền phức quá. Bà này, bộ tôi giống những cái hạng người xấu đến như thế sao? Nhưng mà giả sử ấy, nếu như mà cái người nằm một chỗ ấy không phải là bà mà lại là tôi thì bà có lo cho tôi không? Ôi, nói cái gì vậy? Sao lại là ông nằm chỗ được? Không có nói xui vậy nữa nghe. Bà thật là. À mà này,
cái vụ mà làm lại cái sàn nhà tắm ấy, bà nhớ đưa tiền cho thằng khách nhá. Tôi biết rồi. À mà thôi, tôi thấy là mai tôi cứ đưa bà đi bệnh viện để khám lại cho nó ăn chắc. Tiện thể tôi cho làm các xét nghiệm tổng quát luôn. Tôi đưa cả mẹ đi nữa nhá. Con Thư nó có sắp xếp rồi, nó nói cuối tuần này nó đưa cả nhà mình đi kiểm tra sức khỏe luôn đó. Ồ thế à? Thế thì tốt quá. Nhìn cái mặt ngái ngủ rồi, lên ngủ đi. Anh còn phải đợi xem trận đá banh nữa. Em ở đây coi với anh. 2 giờ sáng đấy bạn, thức nổi không? Chuyện nhỏ như con thỏ. Có cái gì nhâm nhi thức được thôi. Nếu mà có thằng Việt ở đây là nó đã nấu mì cho anh ăn rồi. Nói một hiểu 10 đi. Mì. Anh lúc nào có ăn mì? Bộ anh làm hãng mì hay sao vậy? Anh mà làm hãng mì thì anh không ăn món đó. Chị xanh làm ở xưởng may mà ngày nào cũng mặc quần áo. Tôi không mặc phơi ra chúng nó ngắm à? Em không thấy xót à? Chứ mà nói gì thì nói. Đúng là mũ mẫn phu nhân. Đi, nấu mì đi. Anh nhất quyết ăn mì thiệt hả? Thì bây giờ chỉ có cái món đó là khả thi thôi. Bây giờ mà có bánh chưng, bánh giò gì ăn thì thích nhỉ? Thế bánh dày mà nó kẹp chả nhá. Một ngụm laser nữa. Ôi dồi ơi, lên tiên đấy, tuyệt cú mèo đấy. Vậy ra ngoài ăn đi. Em biết chỗ này nè bán mực mì ngon lắm. Đêm hôm thế này ra ngoài à? Em ơi, biết giờ là bao nhiêu giờ chưa? 11 giờ rồi. Trời ơi. Ở đó em với thằng Hạ hả? 12 giờ mấy luôn. Bà ấy thèm cái gì là hai chị em xách xe rủ nhau đi ăn à. Đi, em biết chỗ này bán cháo cũng ngon lắm. Thôi đêm hôm không có đi đâu hết rồi, ra ngoài đó nhỡ mấy con ma nữ nó bắt cóc chồng em sao? Anh nghĩ. Anh đi mua đi. Anh quá đáng nghe chưa? Vợ anh á, anh để đêm hôm đi ra ngoài đó mua cho được hả? Đây ra cửa bao xa? Có gì em cứ hú lên một tiếng là anh bay ra ngay. Em không phải là chó sói để hú. Anh cũng không phải là ngựa để phi. Nè, anh nên nhớ anh là đàn ông đó. Chứng tỏ mình là phong độ đàn ông chút xíu đi. Đã đến giờ đi học rồi. Các em của mình đang chơi đùa với chú chó thì các bạn chúng ta đã chuẩn bị xong. Nhưng mà em là vợ anh, đúng không? Thì em phải biết phục vụ chồng chứ nhỉ? Bao xa đâu, vài thước thôi mà, đi mua đi. Vậy thôi khỏi ăn. Vì ở trên núi cao, đền mỗi lần học. Giải pháp dung hòa thôi. Cả hai cùng đi. Em đi lên phòng. Anh liệu mà đi mua bánh giò đem vô cho em. Nếu tối nay mà em không có bánh giò ăn á, thì ngày mai em về nhà luôn. Để mỗi tối thằng Hạ nó mua đặng khuya cho em đó. Nhưng mà xuất này không chờ lắm, đến lượt người Úc họ cho rằng có thể làm tốt hơn, nhưng việc gì mà người Úc chẳng muốn làm tốt hơn. Mua thì mua, ở Việt Nam cứ làm như là bên Mỹ, lady first. Cả của phe họ, vợ là nợ khổ cái thân. Ủa, giờ này mà còn đứa nào gõ cửa nữa vậy? Vào đi. Con. Dạ, bố má. Tại con thấy đèn còn hắt ra ngoài á, nên con vô thăm má nè. Má thấy đàm không được hả? Đâu có. Thôi đừng có lo quá mà. Bố má đang nói chuyện thôi. Dạ. Con về phòng ngủ đi rồi sáng mai còn đi làm sớm nữa con. Dạ. Nội ngủ đi không con? Dạ con vừa đưa nội xuống phòng rồi. Nhưng mà nó nói với con là nó ngủ không được. Vậy à? Dạ.
Nghe cái tiếng dao này, con lại nhớ hồi xưa. Mỗi lần mẹ đi chợ về khuya, mẹ vẫn mua cho con và em mẫn cái bánh chưng. Bánh giò còn bao nhiêu cái? Phải 20 cái chứ ạ. Em mua nhiều có bớt không? Không không. Để cho 2 cái. Chú làm cái gì đây? Dạ. Không, em mua bánh giò anh ạ. Có bánh chưng anh? Có chú ạ. Anh cho tôi 2 cái. Dạ. Đấy chị. Chú có mang tiền không? Có đây anh ạ. Tôi bao nhiêu đấy? 20 ngàn. Đấy, 20. Ui dồi dồi, bò luôn, 2 ngàn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhá. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Đêm hôm tự nhiên là thấy lạc miệng anh ạ. Chắc anh bánh chưng lên cho chị cùng ăn à? Không, cái này là tôi mua cho mẹ. Mẹ thích ăn bánh chưng lắm. À, anh nhắc mới nhớ. Cứ nhớ ngày xưa mà mỗi lần mà mẹ đi bán về bán đêm á, thì mẹ cứ mua cho anh em mình một cái bánh chưng. Ừ. Thôi này, thì bây giờ chú cất cái này vào tủ lạnh nhá. Dạ. Để đến mai chị hâm lại cho mẹ. Mẹ mà ăn sáng bằng bánh chưng là mẹ thích lắm đấy. Ờ, thế có lẽ em cũng phải để dành cho mẹ một cái bánh giò. Mẹ cũng thích ăn bánh giò lắm anh ơi. Ừ, phải đấy. Ờ, anh à. Ờ, em nghe nói là thằng khác nó tính chụp lại căn nhà hả anh? À, cái đó thì cũng mới nghe nói thế thôi chứ đã đi đến đâu đâu. Ừ, nhưng mà như thế thì tốt đấy anh ạ. Ờ, hôm qua đó em có nói chuyện với mẹ. Ừ, mẹ bảo là nếu mà kỳ này được á thì mẹ sẽ sang cái tên cái phần nhà của em cho em luôn. Ừ, nhưng mà em cũng nói là mình sống chung như vậy là vui rồi. Nhưng mẹ cứ quả quyết là thôi, anh em kiến giả nhất phận, cái gì nó rõ ràng phải rõ ràng anh ạ. Thôi chú đi ngủ đi. À, vâng. Vào đi. Mẹ. Ừ. Mẹ dậy rồi ạ. À, này con. Dạ. Thế mẹ khắc đỡ không con? Vợ con hôm nay đỡ nhiều rồi. Ừ, thế thì tốt. Mẹ này. Gì? À mà thôi tí nữa nói. Ấy ấy mẹ để đấy. Ủa? Để đấy con làm cho. Mẹ quen rồi, nhoáng cái xong cái gì đâu mà. Mẹ này, bữa sáng này á có cái món mà mẹ thích ấy. Thế. Hay là mẹ cứ để đấy đi, đi ra ăn sáng rồi thì là tí vào dọn dẹp sau. Đấy, xong chưa? Dạ. Ừ, thế thôi con đi ra trước đi. Mẹ thay một quần áo rồi đi hậu người vào tủ luôn. Dạ. Ừ. Ừ. Ừ, thế con mời mẹ ra ngay nhá. Ừ, thế con đi đi. Vâng. Ủa, chưa có ai xuống hả con? Má, má thấy trong người sao rồi, đỡ đau chưa má? À, cũng đỡ nhiều rồi. Tối hôm qua sức dầu đó là dán cao, giờ nó còn đau chút chút thôi hả? Không được đâu má ơi. Còn đau như vậy thì thôi sáng nay má vô bệnh viện với con để khám bệnh luôn đi. Đi với con là không có sợ phải chờ lâu đâu má. Đúng rồi đó má, má vô bệnh viện kiểm tra cho yên tâm thôi. Trời ơi, có chút xíu mà làm gì bắt vô bệnh viện không biết nữa. Con nè, chuẩn bị ăn sáng rồi đi làm. Mấy đứa nhỏ dậy chưa con? Dạ. Thôi thôi để đó, má kêu tụi nó cho. Được không? Được, được mà. À,
Coi bộ không có dễ gì dụ má đi kiểm tra rồi đó. Em cũng thấy vậy đó chị. Chị để ý nha chị, má ở nhà chị đừng cho má cú lên cú xuống nhiều quá, hay là xách vật gì nặng nha chị. Ôi, má là hay ráng chịu đau lắm á. Chị biết rồi, em yên tâm đi. Mà má có đau gì á là chị phải dẫn má vô bệnh viện khám liền nha chị. Ừ. Anh hai. Chà, hôm nay tập thể dục nữa ta. Xuyên vậy? Trời, anh hai của em mà, lúc nào mà không xuyên. Đâu em coi coi. Ừ. Xoay vòng coi. Ừ. Wow, em thấy như là nhon hẳn luôn nha. Ừ. Ừ. Cái bụng nhớ ngày xưa là khoảng 6 tháng, bây giờ còn 5 tháng rưỡi à. Đó này, là mất hứng. Mày nói quá mày. Tao cũng có dáng lắm chứ bộ. Nè thấy không, eo quá trời luôn nè. Eo hả? Ừ. Ừ, em thấy cũng eo thiệt. Ừ. Một đống eo luôn. Con này thiệt tình. Chuyện em đang Dũng á, định chừng nào vậy? Em cũng chưa biết nữa. Vợ này mà chưa biết, định là bà cô hả? Thôi kệ em đi, anh yên tâm đi, em gái của anh không có ế đâu. Thôi đi làm nha. Khoan khoan, tối nay có về nhà không? Dạ có, sao anh? Nói chuyện nhanh chút. Sao? Định cho tiền em gái làm đám cưới hả? Ừ, cưới là anh cho tiền liền à. Tối về nói chuyện đi anh cho. Gì mở bức mở vậy? Được rồi, tối về sớm. Em đi nha. Cẩn thận ha. Dạ, em đi anh hai. Mẹ. Ừ. À, hôm nay mẹ ngủ có ngon không? Ngủ chả ngon. Mẹ sao thế? Mẹ không vui à? Vui gì được mà vui. Mẹ hỏi anh này, chừng nào anh chị có em bé đấy? Ôi, sáng sớm mẹ mở hàng cái này sao cho chóng mặt đấy. Con xấu hổ đấy. Rồi xấu hổ. Ngại ngùng. Xấu hổ ngại ngùng cái gì nào? Tôi hỏi anh nhé, thế tôi còn sống được bao lâu nào? Thế phải sớm có cháu cho mẹ bế, mẹ nhìn thấy mặt đó rồi mẹ nhắm mắt mẹ mới yên chứ, hiểu chưa? Chưa hiểu. Này này này, mẹ nói chuyện nghiêm túc đấy nha, mẹ không đùa đâu đó nha. Ừ mẹ ơi, mẹ có cái thằng con yêu nó làm trò khỉ cười suốt ngày rồi, có cần phải em bé không? Bây giờ thế này, mẹ nhắm mắt lại đi, con cho mẹ cái này. Đấy, bày vẽ trò gì nữa đây? Lại chơi cái trò bịt mắt bắt dê hả? Thì mẹ cứ nhắm mắt lại đi. Năn nỉ mà. Nhắm mắt lại. Ừ, thế phải ngoan cơ. Bây giờ mở mắt ra. Mở một con thấy có nửa cái thôi, một đôi. Thấy nguyên con. Trời ơi, bánh giò. Ê, không bốc, không ăn bốc nữa. Nó phải có cái kiểu của nó. Ừ, đây. Mày cắt ở đâu á? Quần, quần sạch mới thấy. Mày làm mẹ như là thằng bệnh con thằng tàu ấy. Giời ơi. Ôi giời ơi. Chỉ có cái Dương ấy, nó mới hiểu ý mẹ. Dương nào ở đây mà Dương? Con mua cho mẹ đấy. Thế à? Thế con đứng sớm mua cho mẹ hả? Vâng, con biết mẹ thích ăn cho nên con cố tình con mua cho mẹ đấy. Quý hóa quá. Thế có ngon không? Ngon. Ăn hết đi, không cần phải chừa cho thằng con nó đang giỏ rãi nữa đây. Mẹ bố anh chừa nữa. Ăn đi. Không, 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 không. Mẹ ăn nữa đâu. Đùa, 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 ăn đi, ăn đi. Trung Thành. Má. Ừ. Mẹ. Mẹ. Dương. Dạ. Con lấy bánh ra cho bà nội đi con. Dạ. Bánh hả? Vâng. Mẹ ăn rồi. À? Ủa? Bánh còn đây mà ba. Má. Má cứ ăn đi má.
Nhà con mua từ tối hôm qua để dành sáng nay để cho má ăn á. Dương nó chiên ngon lắm á. Ê, mẹ ăn một tí thôi. Thế còn mẹ dành đi hộ phụ lão về thì ăn nó thoải mái hơn nhá. Dạ, bố con mua cho bà hai cái bánh thận á. Bà cứ ăn đi. Khi nào mà bà đi hộ phụ lão về thì con chia cho bà cái khác. Ừ, thế à. Ừ, ngon quá. Bánh ngon thế này mỗi người ăn một miếng. Thôi mẹ ơi, mẹ cứ ăn cả đi. Ừ. Người ăn miếng cho nó vui mẹ. Mình thôi ăn. Con mời mẹ. Ừ. Dạ con mời. Bộ chị làm nguyên đêm á hả? Ờ. Rồi không ngủ miếng nào luôn. Thời gian đâu mà ngủ. Viết chị còn viết không kịp nữa mà. Giờ nó lộn xộn lên hết rồi nè. Thôi, nếu hôm nay chị không có đi ra ngoài á thì gửi bài đi. Tranh thủ đi ngủ một chút cho nó khỏe. Phải được vậy thì hay biết mấy. Vậy là phải đi ra ngoài nữa hả? Ừ. Thôi, để mình làm đồ sáng cho chị nha. Cảm ơn em. Ừ. Good morning hai chị em. Anh, về em đi làm đồ ăn sáng nè, anh ăn cái gì em làm luôn. Ôi, anh sao không được. Hai chị em ăn cái gì anh ăn cái đó. Ok. Anh, anh gọi về cho má coi. Coi má làm sao rồi. Mà sáng em định gọi nhưng mà sớm quá. Đúng là con dâu ngoan hiền. Alo, chị hai hả? Dạ, em biệt nè. Má sao rồi chị? Dạ, chị cho em gặp má chút đi. Ờ, để chị gọi má. Má ơi, chú Bi gọi điện thoại má nè. Ừ. Cảm ơn con. Dạ. Ờ, để cho má. Má hả má? Má sao rồi? Không đi bệnh viện có được không? Trời đất ơi, đau có chút xíu thôi, đừng gì mà tới bệnh viện không biết nữa à. Chiều nay đi làm xong con chạy về nhà. Ừ, về nhà đi. Rồi má làm cho hũ muối mè. Với lại làm cho hũ trà bông để mà đem về bển ăn sáng hoặc là ăn khuya với cơm nha. Thôi mà má, má đang đau vậy còn làm cái gì nữa. Con không ăn mấy thứ đó đâu. Trời đất ơi trời, tôi đã nói là tôi không có đau nha. Cứ nói hoài vậy đau là mà đau không biết nữa à. Ừ thì coi như má chịu tụi con. Má nghỉ ngơi hay là má đi khám bác sĩ đi má. Được rồi, thì má nghỉ ngơi. Còn khám khiết á, không có đi khám ha. Nhưng mà con sẽ ghé qua nhà bất chợt lúc nào để con kiểm tra con má có nghỉ ngơi không đó. Ăn sáng chưa nói nhiều quá vậy. Dạ giờ con ăn đi. Con cúp máy nha má. Rồi ăn rồi đi làm. Dạ con chào má. Má không sao chứ anh? Ừ, má không sao. Vậy thì đỡ mà. Chiều nay xong việc chạy qua nhà một chút. Em không biết là có sắp xếp được không nữa. Để em coi nha. Không sao đâu, em cứ thoải mái đi. Trời ơi, no quá. Em cũng vậy. Bây giờ mình cứ thong thả, mình chuẩn bị đi làm là vừa rồi. Thế sao không ở trong đó mà theo ra đi làm gì? Em có theo anh đâu. Tại cái chân em nó đi theo anh. Trời ơi, không phải nói cái ý đó. Mình ăn xong đừng có ra người không. Ở lại phụ rửa chén đi. Thì em cũng nói rồi đó. Em nói với cháu dâu á là buổi sáng em bận lắm, không có phụ dọn dẹp ở trong bếp được. Mà có phải mình ăn không đâu. Ủa hai em bận cái gì? Em bảo với anh là sáng nay em không gặp khách hàng rồi mà. Nè, anh tưởng phụ nữ ở nhà này chỉ có ngồi không chơi á hả? Sáng nay em phải tổng vệ sinh phòng mình, còn phải giặt giũ nữa. Mà nè, anh á làm ơn mỗi ngày đi làm á thay một bộ đồ giùm em với. Cái gì đâu mà một bộ đồ mặc 2-3 ngày. Hôi rình à.
mỗi lần dọn đồ đi giặt hả? Chết luôn vậy. Nhỏ nhỏ thôi. Khuya trong nguyên ngồi dơ à? Biết mắc cỡ hả? Biết mắc cỡ thì đừng có ở dơ nữa. Bây giờ xấu trang trở hồ ai? Tông quát quát cái mồm to lên. Giới thiệu cho mọi người biết là chồng ở dơ lắm đây. Đây ông. Ờ. Cảm ơn bà. Này, thế bà nhất định là hôm nay bà không chịu đi viện để kiểm tra lại à? Trời ơi, sao mà cứ hối đi hoài vậy? Thôi được rồi, nếu mai mà còn đau thì tôi sẽ đi khám nha. Thì bố con tôi cũng chỉ lo cho bà thôi. Tối nay anh Biệt về nè, rồi con Thư cũng về nữa. Ông kêu luôn tẩu về đi, cả nhà mình cùng quay quần ăn cơm luôn, nghe. Tôi biết rồi. À này, nhắc đến thằng Tậu tôi mới nhớ. Thời buổi làm ăn khó khăn, chẳng biết con cái nó làm ăn ra làm sao. Mấy lần tôi đã định nói chuyện với con mà đã làm được đâu. Tôi thấy có vẻ không có sao đâu mà. Thôi được rồi, tối nay tôi sẽ nói chuyện với con. Tôi đi làm nhé. Dạ. À mà này, bà là tuyệt đối không được làm cái gì nhé. Phải nghỉ ngơi đấy. Tôi dặn rồi đấy. Biết rồi, nói hoài à. Bố, bố chưa đi làm hả bố? Ừ, bố cũng đang chuẩn bị đi làm đấy con. Con có chuyện gì không? Dạ, con định trưa nay mời bố đi ăn cơm. Ừ, bố cũng đang tính để gặp con nói chuyện đấy. Dạ. Hai cha con, trưa thì ăn cơm ở ngoài, nhưng mà tối thì phải về nhà ăn cơm nghe chưa? Rồi, thế dạ. Tôi đi nhá. Anh nói tuần sau á, mẹ anh qua nhà em hả? Ừ. Tuần sau, nhà anh có bằng gì không? Ừ, em cũng không biết nữa. Để em về em hỏi bố má coi làm sao. Ừ. Có gì hỏi xong đi, thì nhắn cho anh biết nha. Ừ. Ừ. Không biết bây giờ mình phải chuẩn bị gì nữa em ha? Để mẹ anh qua gặp bố má em xong, rồi mình mới biết là khi nào chuẩn bị và chuẩn bị cái gì chứ anh. Ừ. Ờ. Còn khám sức khỏe rồi đăng ký kết hôn nữa. Trời ơi, khám sức khỏe thì lần trước mình khám rồi, mới còn khám nữa. Ừ. Còn đăng ký kết hôn á thì lần cưới đăng ký cũng được mà. Em quên nữa. Ừ. Chuyện học giáo lý á, sao rồi? À, cái đó thì để mẹ qua gặp bố má đi, rồi để tính coi như thế nào. Nói chung á là để mẹ anh gặp bố má em rồi mình tính ha. Ừ. Bây giờ anh chở em đi làm nha. Buông hết đi. Alo, cửa hàng điện thoại nghe. Tậu đó hả con? Dạ, con chào má. Cửa hàng lúc này làm ăn sao con? Dạ, vẫn bình thường má. Con à, tối nay về ăn cơm với gia đình nha. Bố muốn hỏi thăm coi tình hình làm ăn của con sao mà. Bố lo cho con. Dạ, má cứ nói với bố là bố yên tâm, con rất bình thường mà, má. Rồi, không có lo nữa, nhưng mà tối là phải về ăn cơm á, nghe chưa? À, dạ, con nhớ rồi má. Má có gì con gọi lại cho má sau nhé, bởi vì con đang có điện thoại ạ. Dạ. Ừ. Dạ vâng, con nhớ rồi ạ, con chào má. Dạ. Alo. À, vậy hả? Thôi đi anh này đi, anh để tôi kiểm tra lại xem rồi đã nhé. Tôi coi lại mấy hóa đơn đi rồi tôi gọi lại cho anh được không? Ok nhé. Rồi. Đúng.